Nhà hàng Suối Hẹn được xây dựng và phát triển trở thành nhà hàng hiện đại nhất và là điểm sáng du lịch nổi bật của thành phố Sơn La. Nhà hàng Suối Hẹn với nhiều hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, tiệc cưới, nhà hàng, nhà hàng buffet, với vị trí lý tưởng, nhà hàng Suối Hẹn đang là sự lựa chọn hàng đầu khi dừng chân tại vùng Tây Bắc. Tọa lạc tại địa chỉ 172 đường Trần Đăng Ninh, thành phố Sơn La. Đặc biệt, nhà hàng Suối Hẹn vinh dự 5 lần đạt kiến trúc thế giới với toàn bộ công trình được xây dựng trên diện tích gần 3 ha, với nét kiến trúc đồng nhất hòa quyện vào nhau giữa tre, đá và nước, mang phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại. Với không gian thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên sẽ mang lại sự trải nghiệm thú vị khi đến với nhà hàng Suối Hẹn. Trung tâm tổ chức sự kiện, hội nghị, tiệc cưới với hai hội trường lớn kết hợp cùng với 5 sảnh đón tiếp được thiết kế sang trọng, hiện đại, mang phong cách châu Âu, có tổng sức chứa lên đến hơn 2.000 khách, là địa điểm hoàn hảo cho những sự kiện sang trọng và đáng nhớ. Với nhà hàng có hệ thống tổng sức chứa lên đến 1.000 khách, các phòng khép kín có điều hòa, được thiết kế không gian đẹp, phục vụ từ 2 đến 100 khách, mang đến không khí ấm áp, gần gũi, kết hợp với thực đơn phong phú, các món ăn đặc sắc, được các đầu bếp chuyên nghiệp chế biến từ các nguyên liệu tươi ngon và cũng rất hợp lý với mức chi phí theo yêu cầu của khách hàng. Bãi đỗ xe với diện tích lớn, an toàn, tiện lợi. Nhà hàng Suối Hẹn luôn đặt chất lượng dịch vụ, lấy sự hài lòng của khách hàng làm tôn chỉ hành động. Với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng và đang trở thành một địa chỉ tin cậy, dấu ấn riêng và sự mới lạ cho mọi khách hàng khi đến với Sơn La.